Với mức giá có thể nói rẻ hơn tới 2 triệu đồng và thật sự là các bạn chúng ta nên lựa chọn Redmi Note 13 Pro 4G hay là chi thêm khoảng 2 triệu để mà sở hữu Redmi Note 13 Pro 5G để mà có cái gì? Có được một cái mạng nó xịn hơn, nó có thể gọi là tải và nhanh hơn nếu mà các bạn đang ở cái khu vực có mạng 5G. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay để mà so sánh nhanh và chia sẻ về em Redmi Note 13 Pro 4G này để xem thật sự là nếu các bạn chúng ta có nhu cầu đang muốn mua thì nên bỏ thêm 2 triệu mua bản 5G hay là mua bản 4G sử dụng nó đã ok rồi. Ok, không làm mất thời gian của nhau nữa, cùng mình bắt đầu vào video ngay bây giờ tìm hiểu về em Redmi Note 13 Pro 4G này luôn nha. Với cái mức giá thời điểm hiện tại, nếu mà các bạn chúng ta tham khảo tại trang web của Thế Giới Di Động như mình đang xem á, thì Redmi Note 13 Pro 5G nó đang có mức giá là hơn 9 triệu đồng. Trong khi đó, với phiên bản 4G là mình đang cầm ở trên tay thì giá đang loanh quanh chỉ hơn 7 triệu thôi. Mặc dù chúng ta có tới hai phiên bản cho các bạn tùy lựa chọn nha. Nếu mà các bạn chúng ta muốn ít tiền thì có thể lựa chọn 128GB. Ngoài ra thì bên Thế Giới Di Động bọn mình còn có thêm phiên bản là 256GB được bán đặc quyền nữa. Máy thì có 3 phiên bản màu nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Và dĩ nhiên là khi chúng ta mua chiếc máy cái giá nó rẻ như thế thì có thể tiết kiệm được tới tận 2 triệu. Mà cái quan trọng nhất là cái gì? Đó chính là phải những cái đánh đổi nó có thật sự là xứng đáng hay không. Đầu tiên nếu mà nói về cái phần thiết kế thì ở Redmi Note 13 Pro 4G chúng ta sẽ có một cái cụm camera ở mặt lưng nó khác hoàn toàn so với lại cái phiên bản 5G kia luôn. Và cái phiên bản 5G kia theo như cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy là nó sẽ hơi bị trùng lập với một số những cái thiết bị trước đây. Và còn với phiên bản Redmi Note 13 Pro 4G nó có một cái chất riêng, nhìn vào ở ngay cái phần mặt lưng thì mình thấy khá là đẹp và cũng như là ấn tượng với cái phần mặt lưng này. Dĩ nhiên thì mỗi người dùng sẽ có cảm nhận cá nhân khác nhau. Các bạn có thể thấy con máy này đẹp hoặc các bạn có thể thấy con máy này không, nhưng riêng cá nhân của mình thì mình thấy ok, ngon lành. Khung viền và cũng như toàn bộ máy của chúng ta thì sẽ được thiết kế dạng nguyên khối bằng nhựa. Mặt lưng thì cũng được làm dạng nhám, hạn chế những cái tình trạng là bám dấu mồ hôi và vân tay khá là tốt. Nhưng mà những bạn nào chúng ta tay ra mồ hôi nhiều thì cảm giác khi mà cầm nắm lâu nó sẽ có phần hơi quện quện một tí xíu nha. Nhìn kỹ thì vẫn sẽ thấy. Còn nếu mà chúng ta nhìn sơ lướt qua thì cũng ít mà có thể thấy được những cái tình trạng mà hiển thị trên cái phần mặt lưng này. Đặc biệt nữa đó là chùi cũng rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần lướt sơ như thế này thôi là mặt lưng cũng đã có thể trở nên bóng bẩy và đẹp rồi. Khung viền của máy thì cũng sẽ có kiểu thiết kế dạng vuông vức, các cái góc cạnh cũng được làm bo cong nhẹ nên cầm trên tay cảm giác thoải mái, ít có những cái tình trạng là bị cấn hoặc là khó chịu. Và máy thì có thiết kế nhựa nguyên khối nên cầm chấm nhẹ thoải mái lắm các bạn, không có những cái tình trạng bị nặng. Nên bạn nào mà sử dụng 3-4 con điện thoại giống như mình thì nên ưu tiên những cái con có cái trọng lượng nó tốt như thế này để chúng ta nhét túi hay là bỏ ba lô này nọ nó cũng thoải mái tí xíu ha. Redmi Note 13 Pro 4G thì cũng có đầy đủ tất cả các cổng kết nối dành cho người dùng. Type-C nè, có loa trên, loa dưới, hai loa đàng hoàng nha. Có jack tai nghe 3.5, có luôn cả cổng hồng ngoại để điều khiển những cái thiết bị gia dụng trong gia đình. Rồi nút bấm mọi thứ đầy đủ. Một cái điểm hay và mình cực kỳ thích đó là giá rẻ hơn Redmi Note 13 Pro 5G. Nhưng mà các bạn cũng sẽ không có bị cắt giảm cái phần bảo mật khai dấu vân tay. Thường thì một số những chiếc máy với cái mức giá tầm trung của Xiaomi thì đa số họ lựa chọn cái việc đó là khóa bảo mật dấu vân tay, nhưng mà hơn con này thì chúng ta sử dụng bảo mật trong màn hình luôn các bạn. Đó thì khi mà bấm các cái nút như thế này thì nó có độ nảy tốt hơn, đeo ốp lưng này nó cũng sẽ khít hơn, không có bị lòi một cái lỗ ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hạn chế đừng nghĩ tình trạng các bạn sử dụng về lâu về dài nó bị lún những cái nút đó. Và dĩ nhiên sử dụng cảm biến khóa dấu vân tay trong màn hình thì sẽ mang đến những cái lợi như là các bạn có thể tiếp cận được những công nghệ mới, ít bị lỗi thời, sang trọng và đẹp hơn, ngon hơn rất là nhiều. Cho nên về cái phần tổng quan bên ngoài và cũng như một số những cái tiện ích thì mình thấy cũng khá là hợp lý rồi. Chưa kể là cái con máy này nó cũng còn có hỗ trợ cho mọi người khả năng kháng nước kháng bụi IP54 nữa. Lưu ý đây cũng chỉ là khả năng kháng nước kháng bụi nhẹ, phù hợp cho các bạn khi mà chúng ta đi mưa hoặc là nước lỡ bắn vào thôi. Cho nên là đừng bao giờ đem em nó đi ngâm hồ hay là ngâm biển nha các bạn. Ngoài ra thì Redmi Note 13 Pro 4G còn khác về một số cái nữa, chẳng hạn như là màn hình, hiệu năng cũng như là về pin. Về cái phần màn hình thì ở Redmi Note 13 Pro 5G các bạn có một cái chất lượng hiển thị nó tốt hơn bởi vì được sử dụng độ phân giải là 1.5K. Nhưng mà trong khi đó thì ở con Redmi Note 13 Pro 4G thì chỉ là Full HD cộng mà thôi. Cả hai con máy thì đều sử dụng tấm nền là AMOLED và có độ phân giải cao, nên khi mà xét về cái gọi là mức độ hình ảnh và cũng như độ tương phản á, thì nó gần như tương đồng với nhau cả. Chỉ khi nào các bạn chúng ta soi thật là kỹ thì mới có thể thấy được là về cái mực độ chi tiết hình ảnh á, thì nó có khác nhau nhẹ một tí xíu. Tại vì con kia 1.5K thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh chi tiết của nó mịn hơn rất là nhiều. Máy vẫn có thể mang đến cho tất cả các bạn góc nhìn rộng rãi, thoải mái, màu sắc tươi tắn cũng như màu đen thì hoàn toàn sâu. Chưa kể nha là khả năng giải trí tốt nhờ có trang bị tới tận hai loa trên dưới như thế này nên âm thanh to cực kỳ luôn, các bạn có thể nghe thử rất là ngon lành. Đây loa trên loa dưới,
quá tuyệt vời. Nên nếu bạn nào chúng ta đang có những cái nhu cầu mua về để mà giải trí, xem phim hay là chơi game thì hoàn toàn phù hợp dành cho tất cả các bạn. Cái điểm khác tiếp theo đó chính là về cái thời lượng sử dụng, dung lượng pin á, thì con Redmi Note 3 Pro 5G là 5100, còn con này là 5000. Trên nhau nó hoàn toàn chỉ có 100mAh thôi, không là cái vấn đề gì cả nên các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì do cái công suất sạc của cả hai con máy này đều nằm ở ngưỡng khá là cao, tới tận 67W, đáp ứng được cái thời lượng sử dụng và cái thời lượng sạc lại dành cho mọi người hoàn toàn tuyệt vời. Đừng ai quan ngại về cái vấn đề thời lượng sử dụng này nha. Cái khác tiếp theo đó chính là về cái chip. Dĩ nhiên giá con này rẻ hơn thì cái chip của nó cũng sẽ phải thấp hơn con kia một tí xíu. Đối với lại bản 5G thì các bạn được trang bị con chip là Snapdragon 7S Gen 1. Nhưng mà đối với lại con Redmi Note 13 Pro 4G này thì chúng ta sẽ có cái con chip nó khác, đó chính là Helio G99 Ultra. Thay vì sử dụng những cái phiên bản Helio G99 thông thường thì con này nó được sử dụng một cái phiên bản là Ultra, là một cái dạng chip được cải tiến và nâng cấp. Thực tế thì cái con Helio G99 Ultra này nó không khác biệt quá nhiều so với lại Helio G99 thông thường. Nhưng mà tại vì nó được tinh chỉnh lại, mang đến một cái nguồn sức mạnh mới hơn nhờ vào cái khả năng xử lý tốc độ về CPU cũng như là GPU. Và qua những ngày mà mình trải nghiệm vừa rồi thì những cái phản hồi ở trên con máy này hoàn toàn rất là tốt, nhanh, nhạy, mượt mà, khác biệt khá là nhiều so với lại những con chip Helio trước đây mà mình đã từng trải nghiệm ha. Cụ thể nhất đó là qua một số những cái tựa game chẳng hạn là Liên Quân hay là PUBG Mobile thì mình cũng đã có chơi, khả năng phản hồi từ cái con máy này tương đối khá là nhạy. Bên cạnh đó thì mức setting về đồ họa cũng hoàn toàn rất là ngon lành, không bị quá thấp, vừa đủ để các bạn có những cái trải nghiệm tương đối nếu mà các bạn chúng ta đang có nhu cầu giải trí về một số những cái tựa game như thế này. Liên Quân Mobile thì có thể cày ranh một cách rất là phà, nhưng mà đối với là PUBG Mobile á thì có hơi đáng tiếc là vẫn không thể nào bật lên được mức độ họa quá cao. Mình cũng đã có chống qua một số những cái điểm như là Bademark nè hay là Gepen 6 thì các bạn có thể thấy được con số điểm của nó hoàn toàn nằm ở mức ổn định trong tầm giá như thế này. Còn về phần camera thì nó vẫn không bị cắt giảm đi bất kỳ một cái ống kính nào cả, cũng như độ phân giải á thì nó vẫn là 200MP cho camera chính, camera phụ góc rộng là 80MP, một camera còn phụ còn lại là 20MP. Các bạn không có bị bớt đi một cái ống kính nào cả, vẫn đầy đủ các cái chế độ chụp. Nhưng mà một số những cái tính năng ở trong cái phần camera thì nó có bị giảm lại nha các bạn. Chẳng hạn như là về khả năng quay video thì hiển nhiên ai muốn có một cái chất lượng xịn sò và độ phân giải cao thì chỉ có Redmi Note 13 Pro 5G mà đáp ứng được cho các bạn, quay được tới 4K 30fps, có hỗ trợ về chống rung này nọ. Nhưng còn đối với lại con Redmi Note 13 Pro 4G này thì nó chỉ có thể quay maximum đó là 1080, cũng như các bạn sẽ không có những cái chế độ gọi là hỗ trợ về chống rung, ổn định hình ảnh giúp cho các bạn chúng ta có những cái thước phim nó quay nó mượt mà, không có zoom kỹ thuật số nè và một số những cái tính năng khác. Nó chỉ có một vài những cái cơ bản thôi, chẳng hạn như là các bạn quay video thông thường nè, các bạn chụp hình thông thường góc rộng đầy đủ có, chế độ ban đêm có, chế độ chân dung có, rồi những cái chế độ chuyên nghiệp cơ bản thông thường thì cũng có đầy đủ dành cho mọi người. Chỉ là một vài những cái chỉnh sửa nó quá chuyên nghiệp hoặc là hỗ trợ về thu âm rồi cũng như là về chống rung thì con này chưa đáp ứng được. Và nếu bạn nào chúng ta đang cần một số những cái nhu cầu nó cao cấp, không phải là chỉ riêng về chụp ảnh, một số những tính năng đặc biệt hơn thì có thể lựa chọn Redmi Note 13 Pro 5G. Còn con này thì nó chỉ phù hợp với những bạn nào chúng ta sử dụng chụp hình thông thường, làm việc những cái cơ bản thôi chứ không phải gọi là quá chuyên nghiệp. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ nhanh cho tất cả các bạn về Redmi Note 13 Pro 4G, thì có thể thấy được là với mức giá thấp hơn khoảng 2 triệu đồng thì Redmi Note 13 Pro 4G cũng bị cắt giảm một số vài điểm cộng nổi bật ở trên cái con Redmi Note 13 Pro 5G, chẳng hạn như là về cái phần màn hình đi thì các bạn thấy là chúng ta cũng chỉ có độ phân giải là Full HD cộng thôi. Cái thứ hai nữa là về quay video thì không thể nào quay được 4K. Rồi cái số 3 nữa chẳng hạn như là các bạn chúng ta sẽ không có dung lượng pin 5100 nhưng mà cũng vẫn có sạc nhanh, rồi mà 5000 thì cũng ok ha. Chỉ có một cái nữa đó chính là về cái phần mà hiệu năng á thì các bạn sẽ hơi thua thiệt. Tại vì mình biết cái nhu cầu sử dụng của người dùng bây giờ và cái độ am hiểu của người dùng thì ai cũng mong muốn chúng ta sẽ sử dụng một con chip đến từ nhà rồng, đó là Snapdragon. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, thay vì sử dụng một con chip nhà rồng mà đầu sáo mà trong cái tầm giá như thế này thì nó cũng ngang bằng với lại cái việc là các bạn được trang bị một con chip MediaTek mà dạng mà được nâng cấp, được cải tiến, thì con Helio G99 Ultra này mình thấy nó cũng làm việc và cũng như mang đến những cái hiệu suất tương đối khá là ngon lành rồi, thì cũng không phải là quá quan ngại trong cái vấn đề về trải nghiệm về mặt hiệu năng. Và đổi lại thì con này cũng có đầy đủ tất cả những cái yếu tố khác mà khá là đáng khen, chẳng hạn như là không bị cắt giảm về vân tay ở màn hình, vẫn có vân tay màn hình cho mọi người, không có bị vân tay nút nguồn. Cái thứ hai nữa là cái gì, tức là hai loa nghe trên dưới, âm thanh sóng động cũng rất là ok. Cái số 3 nữa đó là các bạn vẫn có khả năng kháng nước kháng bụi IP54. Và cái số 4 đó là như hồi nãy mình nói thì khả năng sạc nhanh thì không bị cắt giảm luôn, vẫn 67W. Đó thì những cái đó đổi lại nó cũng mang đến cho người chúng ta những cái điểm cộng rất là ok. Và bây giờ chỉ còn dựa vào cái việc đó là các bạn nếu mà chúng ta không đủ kinh phí thì ok, tiết kiệm 2 triệu đồng mua phiên bản 4G này xài là ok rồi, cũng ngon lành. Còn nếu mà các bạn chúng ta có những cái nhu cầu nhiều hơn, muốn mạng 5G nữa thì có thể bỏ thêm 2 triệu để chúng ta mua phiên bản Redmi Note 13 Pro 5G trải nghiệm được mạng tốc độ
cao, full option nhớt về phần màn hình, về phần pin, về phần camera, mọi thứ tất tần tật. Và đường link nếu mà các bạn có thể tham khảo về cả hai sản phẩm, chẳng hạn là Redmi Note 13 Pro 4G và Redmi Note 13 Pro 5G thì có thể bấm vào ở phía dưới phần mô tả video mà đã để sẵn rồi. Và cả hai sản phẩm Redmi Note 13 Pro 4G và cũng như 5G thì đang diễn ra chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Thời lượng thì sẽ có hạn nên các bạn chúng ta hãy tham khảo thật là kỹ tại đường link mà đã để sẵn dưới phần mô tả video là chính xác nhất. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Riêng cá nhân của bạn, các bạn nghĩ sao về Redmi Note 13 Pro 4G? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tán thêm. Còn nếu như mà ai chúng ta đang quan tâm kỹ về em máy này thì đừng quên đợi video đánh giá chi tiết từ Thế Giới Đồng bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh. Khi nào lên video thì YouTube sẽ thông báo dành cho mọi người. Và nếu mà xem hết video này thấy hay thì cũng đừng quên cho mình một like để mà ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.